32. Anh đến để hỏi em mấy hôm nay đã đi đâu, sao không nghe điện thoại có đúng không? Nếu như em đã không muốn nói thì anh sẽ không hỏi đâu. Lửa thần đã về rồi, anh biết. Nếu như em có quyết định gì, em có thể trực tiếp nói với anh. Anh đi được rồi. Khả Nhi, mẹ, mẹ làm sao vậy? Khả Nhi, mẹ à, có chuyện gì vậy? Mẹ nói cho con nghe, ba của con, lần này ông ấy thật sự sẽ ly hôn với mẹ đó. Thật đó, không thể nào đâu. Đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi. Không phải đâu, lần này là thật đó. Lúc tức giận ai lại không nói ra những lời khó nghe chứ. Không đâu, ông ấy nói với mẹ, ông ấy không muốn sống với mẹ nữa. Khả Nhi, là mẹ đã làm gì sai sao? Mẹ oan ức lắm. Chắc chắn chỉ là lỡ lời thôi mà mẹ. Không phải đâu, chắc chắn không phải lỡ lời. Hơn nữa là mẹ, mẹ có chứng cứ. Điện thoại đâu mất rồi? Để mẹ cho con coi. Đừng mà, mẹ đừng có tìm nữa. Mẹ nói con nghe, ông ấy với cái cô bác sĩ họ Trình đó, bác sĩ Trình đó, hai người đó nửa đêm nửa hôm hẹn nhau ở quán cà phê để cho mẹ bắt được tại trận. Con cảm thấy hay là để con đi tìm ba. Bất kể có chuyện gì hay không thì ba cũng không nên nói ly hôn như vậy. Khả Nhi, con đừng có gấp, con phải phân xử giúp cho mẹ đó. Con biết những năm qua mẹ đối đãi với ông ấy ra sao mà. Có phải hay không? Trước tiên mẹ đừng có gấp như vậy. Đợi con hỏi rõ ràng đi. Mẹ đừng có nghĩ lung tung có được không? Không có sao đâu. Đừng khóc nữa mà. Mẹ có chuyện muốn nói, con mau ngồi đi. Sao nữa vậy? Con với Hải Triều rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ đừng có bận tâm. Chắc chắn có chuyện gì rồi đúng không? Không sao đâu, anh ấy có việc nên đi trước. Vậy mấy ngày nay con đi đâu mà lại không nói với mẹ chứ? Làm cho người ta lo lắng đi tìm con đó. Con gọi điện cho ba trước đây. Alo, alo, ba sao? Ba đang làm gì vậy? Ba đang ở bệnh viện. Vậy khi nào tan làm ba về nhà có được không? Con có chuyện muốn nói với ba đây. Có chuyện gì sao? Ba cứ về đi rồi biết. Con ở nhà đợi ba nha. Được rồi. Ba về rồi sao? Phải, ba mới về. Ba, có chuyện gì vậy? Chuyện của ba với mẹ con chỉ là một hai câu không nói rõ ràng được. Con đừng có lo chuyện này. Ba, con có thể hiểu được. Ba, với cái cô Trình Huệ đó, rốt cuộc có phải quan hệ của hai người là... Con tin lời của mẹ con nói thật đó sao? Thì con đang hỏi ba mà. Này Khả Nhi, ba cam đoan với con, giữa ba và Trình Huệ đó tuyệt đối không phải là kiểu quan hệ như mẹ con nói.
Có lời này của ba con đã hiểu rồi. Mẹ của con đó đúng là hơi đa nghi, nhưng mà phụ nữ mà đều hơi hẹp hòi như vậy, nhất là với những người đàn ông mà họ yêu. Chắc chắn họ sẽ nhìn thấy cái gì cũng nghĩ theo hướng xấu. Điều này là chuyện rất bình thường. Nhưng mà mẹ của con biết đó. Khi bà ấy nhận định ra cái này như thế này thì nó phải là như vậy. Ba có cả ngàn cái miệng cũng không nói lại với bà ấy. Bà ấy không nghe giải thích đâu. Ba à, hay là như vậy, mấy ngày nay con cứ dỗ mẹ trước, sau đó ba thấy tình hình ổn thì ba dỗ dành mẹ một tiếng đi. Bà ấy sẽ nghe sao? Nếu như bà ấy vẫn còn gây chuyện như vậy thì có lẽ sẽ phải đi tới bước đường đó. Không tới nỗi như vậy đâu. Có phải là chuyện gì to tát đâu chứ. Chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Cứ để cho nó qua đi. Khả Nhi, hay là như vậy, con cho ba chút thời gian. Chuyện của ba mẹ cứ để ba mẹ tự giải quyết. Con đừng có bận tâm. Cứ để ba mẹ bình tĩnh lại. Ba về bệnh viện đây. Ba ở nhà đi đã. Không phải tan làm rồi sao? Ba đi đây. Sao hai người lại không nói to lên? Mệt quá đi mất. Mẹ không nghe gì cả. Ông ấy nói gì rồi? Con đã truyền đạt rồi. Mẹ à, ba đã nói rồi, căn bản là không có chuyện gì hết. Trình Huệ cái gì chứ? Mẹ đừng có nghĩ bậy nữa. Con là gián điệp hai mang phải không? Con là gián điệp hồi nào? Con vẫn tin ba của con. Tin cái gì chứ? Ông ấy sao lại đi nữa rồi? Ông ấy không biết mẹ ở trong phòng sao? Sao không vào an ủi mẹ đi? Ông ấy không sợ mẹ có chuyện à? Ba đâu có biết mẹ ở nhà đâu. Con cũng đâu có nói. Mẹ cũng không có động tĩnh gì. Mẹ à, ba ở cơ quan làm việc đã rất mệt mỏi rồi. Cả ngày thăm khám làm phẫu thuật cho người ta. Ba vừa về tới thì mẹ cứ cằn nhằn cãi nhã như vậy, khiến cho ba không cảm nhận được chút ấm áp nào từ gia đình. Ba sẽ phiền lòng lắm. Nhưng nếu ông ta không làm ra chuyện đó thì mẹ có phải cằn nhằn không? Ba có làm gì đâu. Đừng chỉ vì chụp được ảnh hai người họ ở cạnh nhau. Như vậy chưa đủ sao? Mẹ đã sống cùng với ba con nửa cuộc đời rồi, mẹ còn không hiểu tính của ông ấy hay sao? Không lẽ là mẹ nhầm lẫn? Hai người đã là vợ chồng mấy chục năm rồi, không ngồi nói chuyện với nhau được sao? Thôi được rồi, mẹ nói con nghe. Con đừng có nói nữa. Đừng có nói chùm cho ông ấy. Nếu ông ấy không như vậy thì ông ấy ra ngoài làm cái gì chứ? Hơn nữa còn hẹn hò với người ta. Được rồi, không nói nữa đâu. Mẹ hỏi con một câu. Nếu như ba mẹ thật sự đi đến bước đường đó, vậy thì con theo ai? Mẹ à, con đã lớn như vậy rồi, con còn theo ai được nữa chứ? Không được đâu, hôm nay con buộc phải chọn. Con muốn theo ai? Muốn theo mẹ hay theo ba? Con muốn theo mẹ. Thật vậy không? Là giả đó. Mẹ à, được rồi đó. Mẹ nói cho con nghe, chỉ cần có con thì mẹ không sợ gì hết, con có biết không? Nếu ba con muốn ly hôn với mẹ thật, vậy thì mẹ sẽ chấp nhận. Mẹ à, đừng có nói. Đừng có nói cái gì chứ. Mẹ không quan tâm tới ông ấy đâu. Chỉ cần có con là được rồi. Đối với mẹ thật sự không gì quan trọng bằng con đâu. Thôi đủ rồi đó. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nghĩ theo hướng tiêu cực làm gì, có gì ghê gớm. Ai ly hôn mà không sống nổi chứ? Con ly hôn thì ba mẹ không sống nổi. Là giả đó. Được rồi mà. Mẹ à, cứ để ba của con về đi. Cảm nhận được chút ấm áp của gia đình là được rồi. Như vậy tốt biết bao, không phải sao? Ai mà không muốn cho ông ấy ấm áp chứ? Tự ông ấy không muốn đó thôi. Được rồi, hai ngày nữa là sẽ không sao rồi. Sang Sang, sao anh lại ở đây? Không lên nhà chơi với Tiểu Khả đi? Tiểu Khả đang chăm sóc mẹ của cô ấy. Tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi. Anh nói đi. Bạn trai cũ của Tiểu Khả về rồi phải không? Hai hôm nay là cô ấy ở cùng anh ta. Chuyện này cô biết không? Đúng là bạn trai cũ của Tiểu Khả về rồi. Nhưng bây giờ người Tiểu Khả yêu là anh mà. Tôi nghĩ anh chắc chắn phải hiểu rõ hơn ai hết chứ. Giữa hai người rốt cuộc là có mâu thuẫn gì vậy? Có vấn đề gì sao? Hai chúng tôi không có mâu thuẫn, cũng không có vấn đề. Vậy thì làm sao Tiểu Khả đột nhiên rời khỏi Bắc Kinh mấy ngày liền như vậy, còn không cho anh liên lạc? Rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể nói tôi nghe được không? Chuyện này tôi cũng chưa rõ lắm. Cô có thể giúp tôi một chút không? Anh nói đi. Cô có thể giúp tôi xin số điện thoại của Lữ Thần? Tôi có. Cảm ơn. Cô mau lên nhà đi. Tôi đi trước. Có chuyện gì cũng phải giải quyết cho đàng hoàng. Nhất định phải làm rõ, đừng có hiểu lầm đó. Được rồi.
Chuyện của anh làm xong rồi sao? Giải quyết xong xuôi rồi, giám đốc Hướng. Tôi nay tới đây thật ra có một chuyện khác. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh nói đi. Xin hỏi sao anh cho tôi cơ hội làm việc tốt như vậy chứ? Một nhân tài xuất sắc như anh, công ty chúng tôi rất cần. Chuyện này có liên quan gì tới thảm họa hay không? Tất nhiên là có. Nếu cô ấy không giới thiệu, làm sao tôi quen được anh? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Anh cho rằng là gì? Tôi cho rằng thảm họa đã bày ra ván cờ này, và tôi là một quân cờ trong ván cờ đó. Anh là một người thông minh. Chuyện này có liên quan gì tới anh không? Đã nói tới đây rồi, tôi cũng không muốn giấu anh. Công ty tôi có loại thuốc mới muốn ra mắt thị trường. Cha của Đặng Tiểu Khả là chủ nhiệm Đặng, chính là tổ trưởng tổ giám định loại thuốc mới này. Và tôi muốn nhờ ông ấy giúp đỡ. Tôi hiểu rồi, cho nên anh mong tôi trở thành con rể của chủ nhiệm Đặng. Nếu như vậy thì anh kiểm soát tôi cũng có nghĩa là kiểm soát được chủ nhiệm Đặng, đúng không? Gần như là vậy đó. Hiểu rồi. Nhưng hình như anh đã quên mất một chuyện. Tại sao anh chưa bao giờ từng nghĩ có lẽ tôi không có cơ hội trở thành con rể của chủ nhiệm Đặng chứ? Sao anh lại không tự tin như vậy? Tôi nghe nói anh và Đặng Tiểu Khả yêu nhau 6 năm. Không lẽ anh không thắng được Trịnh Hải Triều sao? Xem ra vì ván cờ này mà giám đốc Hướng bỏ ra không ít công sức. Làm ăn kinh doanh thôi, tôi cũng là hết cách. Tất cả thỏa thuận giữa tôi và anh, cho tới giờ phút này, tất cả thỏa thuận đều đã được chấm dứt, không còn quan hệ gì nữa. Không ngờ rằng anh lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Điều này không liên quan tới từ bỏ hay không, chỉ là tôi không muốn trở thành một quân cờ của người khác. Anh hiểu không? Được rồi, tôi xin phép. Trịnh Hải Triều, mời ngồi. Tôi tưởng anh sẽ không đến. Tại sao lại không đến? Anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ tìm anh. Vậy thì tôi sẽ không giữ được bình tĩnh. Có lẽ là trước khi tới thời điểm này là tôi đã không có can đảm. Lần trước gặp mặt quá vội vàng, nói thật trông anh ra sao tôi cũng không nhớ. Lúc trước chúng ta hình như chưa gặp nhau. Từng gặp rồi. Ở bệnh viện có một lần anh bệnh, tôi và Tiểu Khả cùng tới thăm anh, chỉ là không chào hỏi thôi. Với lại quan hệ giữa tôi và anh bây giờ, anh hẹn ở đây, anh không lên tiếng, tôi cũng sẽ nhận ra anh ngay. Phải đó, là bạn hay là kẻ địch thì trong thời gian ngắn nhất cũng có thể cảm nhận được. Có điều hình như là bạn hay địch thì chúng ta đều không phải. Dù là như vậy nhưng tôi tin sẽ có lúc thay đổi thôi. Có lý. Anh muốn uống gì? Phục vụ, cho ly cà phê. Không nhìn ra nha, Sơn lại thích uống một cái thứ đắng như vậy chứ. Phải đó, cà phê rất đắng. Nhưng mà vị đắng của nó kết hợp rất hài hòa với vị chua. Khi anh thưởng thức sẽ có cảm giác rất sảng khoái nhẵn mịn, giống như là một nàng công chúa, rất dịu dàng và cao quý. Anh là đang khoác lác hay đang thật sự nghiên cứu về cà phê vậy? Đều không phải. Cảm ơn. Không có gì. Chẳng qua cô gái mà tôi thích 6 năm trước cũng giống như ly cà phê này. Khi lần đầu tôi gặp cô ấy là đã bị cô ấy chinh phục, đã bị mị lực của cô ấy mê hoặc rồi. Hiểu không? Trịnh Hải Triều, tôi biết vì sao hôm nay anh tìm tôi. Vì Tiểu Khả đúng không? Anh muốn biết mấy ngày hôm nay tôi với cô ấy ở đâu, đã làm những gì đúng không? Có những chuyện không cần thiết phải hỏi. Anh cũng không cần nghĩ tôi hẹp hòi như vậy. Tôi thấy anh là rất thông minh. Chúng ta hẹn gặp nhau cũng coi như là bạn trai hiện tại gặp bạn trai cũ thì cũng đâu có sao. Được rồi, với thân phận này,
Bạn trai hiện tại là anh, bạn trai cũ là tôi. Tôi nói thẳng với anh luôn nha. Mấy hôm nay tôi ở bên cạnh Tiểu Khả, nhưng mà tôi và cô ấy không làm gì hết. Chỉ là tâm trạng cô ấy không tốt, tôi muốn giúp cô ấy. Nè khoan đã, sao anh lại biết tâm trạng cô ấy không tốt? Thẩm Họa nói cho tôi biết. Thẩm Họa? Phải. Anh với Thẩm Họa bên nhau đúng không? Thẩm Họa nói như vậy với anh phải không? Đúng. Hiểu rồi. Cuộc nói chuyện này của chúng ta có thể kết thúc tại đây. Anh nói như vậy, có phải bên trong có chuyện gì mà tôi không biết hay không? Đúng là có thể nói cho anh biết, tôi và Thẩm Họa không hề xảy ra chuyện gì, bao gồm cả hiện tại và tương lai. Cả đời này không thể nào có chuyện gì, vì tôi chỉ yêu duy nhất một người, chính là Tiểu Khả. Anh chỉ yêu một người là Tiểu Khả sao? Nhưng mà anh có biết, trước khi tôi rút lui, anh căn bản không có cơ hội này, vốn chẳng có gì hết. Ý của anh là sao đây? Tình yêu mà, đôi lúc nó cũng giống như ly cà phê, vị rất đắng, nhưng anh vẫn nguyện ý thưởng thức nó. Chỉ là anh không biết nó nặng bao nhiêu. Tôi thường tự hỏi chính mình, suốt 6 năm qua tôi đã uống ly cà phê này suốt 6 năm. Nó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi, không thể nào thay đổi. Hơn nữa mùi vị của nó tôi nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà có một ngày, trong lúc sơ ý, ly cà phê của tôi biến mất. Nhưng mà đối mặt với tất cả, mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Điều này tôi có thể hiểu. Anh căn bản không hiểu. Tôi với Tiểu Khả yêu nhau 6 năm, anh có hiểu không? Anh có biết có nghĩa là gì không? 6 năm tròn. 6 năm trước tôi quen Tiểu Khả, hai chúng tôi bên nhau đã làm tất cả mọi thứ với cô ấy. Chúng tôi dạo phố cùng nhau ăn cơm, biết cô ấy thích quần áo thương hiệu nào, cái gì tôi cũng biết hết. Khi cô ấy bệnh, tôi ở bệnh viện chăm sóc cô ấy mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Tôi đã từng ôm cô ấy, đã dùng hết sức lực nói với cô ấy là Tiểu Khả, em là người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời này, là người phụ nữ anh yêu nhất. Anh sẽ không rời xa em đâu, anh sẽ không tách khỏi em. Tất cả những điều này anh hiểu được sao? Tôi không biết. Không biết tại sao tôi đi Mỹ, cũng không biết tại sao vô duyên vô cớ bị người ta hãm hại, bị kiện tụng ở Mỹ. Tất cả những điều này Tiểu Khả có biết hay không? Tôi không cho cô ấy biết. Tôi không muốn cô ấy lo lắng cho tôi. Anh không biết bị kiện ở Mỹ là khái niệm gì đâu. Khi đó tôi vừa đến Mỹ, không quen không biết, không có căn cơ, lại gặp phải một chuyện rất bất lực. Và lúc bất lực nhất đã gặp một cô gái tên Vivian. Cô ấy đã dốc hết sức để giúp tôi. Và cuối cùng tôi cũng đã giành thắng lợi trong vụ kiện đó. Và đó cũng là lý do tại sao anh đã lựa chọn ở lại Mỹ. Không hoàn toàn. Vivian rất yêu tôi, nhưng tôi thì không yêu Vivian. Tôi chỉ cảm thấy tôi nợ cô ấy quá nhiều, và tôi đang phải trả nợ cô ấy. Lần trước tôi về thật ra là chỉ muốn đưa Tiểu Khả đi, nhưng tôi không ngờ Vivian đột nhiên xuất hiện, nói hết tất cả mọi chuyện với tôi và cô ấy. Anh có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với Tiểu Khả mà. Chuyện này thật ra càng giải thích thì lại càng không rõ ràng, đặc biệt là khi phát hiện trong lòng người ta đã có một người khác. Phụ nữ mà, trong lòng đã không có anh. Nếu là đàn ông thì chỉ có thể từ bỏ, bởi vì anh không kéo cô ấy quay lại được nữa. Tôi cảm thấy anh sai rồi. Anh có thể giải thích rõ ràng với cô ấy. Nếu như Tiểu Khả cho rằng anh không có gì, cô ấy là một người rất trọng tình cảm, tôi nghĩ điểm này anh rõ hơn tôi. Là chính tay của tôi đánh đổ ly cà phê thơm ngon này, ly cà phê mà tôi đã quen uống, không thể nào lấy lại được nữa. Vậy thì tôi nên hận bản thân. Cho nên sau khi tôi biết anh và Tiểu Khả xa nhau, thì giây phút đầu tiên tôi về là tôi rất muốn biết liệu tôi còn cơ hội hay không. Nhưng sau khi tôi gặp Tiểu Khả, tôi đã biết mình thua rồi. Tôi đã không còn cơ hội nào hết. Bởi là gì? Người đàn ông Tiểu Khả yêu chính là anh. Cho nên ngày mai tôi sẽ trở về Mỹ, xem như là để trốn tránh. Đây gọi là số mệnh an bài. Số mệnh là số mệnh sao? Đã là số mệnh thì không thể trốn tránh, chỉ có thể chấp nhận thôi. Trịnh Hải Triều, hôm nay lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Tôi muốn nói với anh một câu. Anh là một người đàn ông rất tốt. Vì bản thân anh,
vì bạn trai cũ của Tiểu Khả là tôi. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng không trân trọng cô ấy, và cũng đừng dứt bỏ cô ấy như là tôi đã từng. Vĩnh viễn không tìm lại được đâu. Còn nữa, đừng nói cho Tiểu Khả mọi chuyện tôi nói với anh. Tôi không muốn cô ấy biết đâu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Bỏ đi. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đã ném tất cả gánh nặng của mình cho anh hết rồi đó. Cho nên anh phải dũng cảm hơn tôi, bởi vì anh phù hợp với cô ấy hơn tôi. Hôm qua anh đã gặp Trịnh Hải Triều. Anh đã nói rất nhiều với anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông tốt, xứng đáng để em trân trọng. Nhưng mà nói thật, anh rất ghen tị với anh ấy. Rất ghen tị. Nhưng chỉ vì em, anh nguyện ý chúc phúc cho anh ấy, và chúc phúc cho em, chúc phúc cho hai người. Tiểu Khả, em có nhớ bài hát mà chúng ta thích nhất không? Dựa vào anh. Dựa vào anh. Phải dựa vào anh. Giống như anh muốn cho em một bờ vai, để cho em mãi mãi được dựa vào. Nhưng thật đáng tiếc, anh lại không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Anh xin lỗi. Anh đi đây. Chúc phúc cho hai người nha. Mãi mãi hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an. Người anh em, lần này chú nhất định phải giúp anh. Nếu không anh sụp đổ thiệt đó. Nhưng anh làm ăn cái kiểu gì vậy chứ? Kinh doanh lớn như vậy sao mất nguồn vốn được? Được rồi, đừng có nhắc nữa. Đều là bạn bè, lấy một khoản tiền ở chỗ anh, sau đó không trả. Vì vậy anh mới kẹt ở đây. Thôi được rồi, cứ nói đi. Anh muốn bao nhiêu? Không phải chứ, nhiều vậy làm sao em gánh nổi chứ? Anh không cần chú gánh một mình đâu. Chú gánh một nửa giúp anh là được rồi. Một nửa cũng không gánh nổi. Công việc kinh doanh của em anh có biết không? Khoản vốn lớn như vậy em lấy đâu ra? Anh không cần nhiều tiền mặt của chú như vậy đâu. Anh nói chú nghe, thật ra chuyện này rất đơn giản. Anh tìm một người bạn giúp anh vay một số tiền, chú làm bảo lãnh giúp anh. Sau đó thì chỉ cần bảo lãnh cho anh vay là được rồi. Sao vậy? Đừng có nói là chú không tin tưởng anh nha. Không phải là em không tin tưởng anh, mà là em chưa làm chuyện như vậy bao giờ hết, cho nên em không biết. Nhưng mà anh biết. Không phức tạp như là chú nghĩ đâu. Chỉ là hình thức thôi. Hai tháng sau, nguồn vốn trở lại trả hết tiền cho chú. Còn lãi thì đưa chú. Chuyện này liền kết thúc thôi. Chỉ cần cho anh qua giai đoạn này là được. Lãi cái gì chứ? Em giúp anh chứ đâu phải kiếm tiền từ anh đâu. Vậy không được. Anh là người giữ chữ tín. Anh là người thế nào chú còn không biết sao? Bạn bè của anh đó, nhất là anh em của anh, nhất định là phải có lợi nhuận, có đúng hay không? Đúng không? Thấy sao? Được rồi, giờ quyết định vậy nha. Vậy mới là anh em chứ. Sao anh không nói gì đi? Là anh chờ em nói trước. Em nói cái gì chứ? Vậy thì thôi khỏi nói. Cứ ngồi như vậy tới sáng luôn đi. Chúng ta đã ngồi như vậy một tiếng đồng hồ hơn rồi. Dù sao cũng còn cả đêm mà.
Muốn ngồi bao lâu thì cứ ngồi thôi. Anh chuẩn bị qua đêm ở chỗ này luôn sao? Vốn chỉ là anh có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng mà gặp em anh lại không nói ra được. Có điều anh cảm thấy bây giờ em bên anh như vậy cũng rất là tốt. Em còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Anh cũng tưởng rằng cả đời này anh cũng không tìm được em. Thẩm Họa đó có tới tìm em hay không? Cô ấy chuyển đi rồi sao? Chắc chắn là không có mặt mũi quay trở về. Lúc cô ấy đến anh cảm thấy rất kỳ quặc. Cô ấy nói với anh là thợ săn tình yêu gì đó thuê nhà cho cô ấy. Lúc đó không hỏi nhiều cũng không nghĩ nhiều, liền thành ra như vậy. Anh mới quen cô ấy bao lâu? Em quen cô ấy rất rất lâu rồi. Vậy em có thể hỏi anh một chuyện được không? Chuyện gì vậy? Anh nói coi, tại sao chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà giữa hai chúng ta lại xuất hiện một khúc mắc? Không phải chúng ta không cẩn thận, mà là kẻ địch quá xảo quyệt. Nếu như không có kẻ hở thì người khác làm sao mà chen vào được? Vậy em nói coi, kẻ hở của chúng ta nằm ở đâu? Em thấy chúng ta thiếu sự giao tiếp kết nối. Chuyện có gì to tát đâu? Chỉ cần chúng ta gọi một cuộc điện thoại thì không phải mọi chuyện đã rõ ràng hay sao? Điện thoại của anh cũng gọi cho em nhiều lắm đó. Còn không phải chỉ có người nấp trong bóng tối, xúi dục làm mờ mắt, cho nên không giải quyết được sao? Có xúi dục thì anh cũng đã lung lay rồi. Anh có tí ý chí nào hay không? Đúng đúng, chuyện này phải xem xét lại, kiên quyết chấn chỉnh, nếu không sẽ có hậu quả. Còn nữa, sau này bất kể có chuyện gì, bất luận ai đúng ai sai, anh đều phải nhường cho em. Bởi vì ít nhất em là nữ, còn anh là nam. Được rồi, anh nhất định là nhường nhịn em. Bởi vì vốn dĩ anh là một người rất rộng lượng, nhưng mà mỗi lần gặp vợ, tự nhiên thói xấu của anh lại trỗi dậy. Ai là vợ của anh chứ? Dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn thôi. Em đã đồng ý với anh chưa? Trong lòng của anh em đã đồng ý rồi. Em chưa nói là tha thứ cho anh đâu, nhưng trong lòng anh nhận định em tha thứ cho anh rồi. Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Em còn đang tức giận đó. Thôi được rồi, muốn mừng thì cứ mừng đi, đừng có nhịn nữa. Có phải là người ngoài đâu. Em có gì mà để mừng chứ? Em coi, khóe miệng nhếch lên luôn được kìa. Biểu cảm vui mừng đó bộc lộ trong lời nói. Đừng có mà nhịn nữa. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, có ai đang vui mừng đâu. Em có dám nhìn vào anh không? Em quay qua đây nhìn vào mắt của anh đi. Giờ vào đâu mà bắt em nhìn mắt của anh? Anh đếm từ 1 tới 3 nha. Có giỏi thì cứ nhìn đi. 1 2 3 Cười thì cứ cười đi, sao còn phun ám khí như vậy? Kỳ cục quá. Có ai như anh hay không? Thôi được rồi, đừng nóng tính như vậy. Đồ đáng ghét. Nhìn kìa, là sao băng đó. Làm ơn thôi đi. Em mượn túi của anh thì phải để cho anh ướt đã chứ. Anh nói cái gì đó? Anh có nói gì đâu. Anh đúng là không nghiêm túc. Nhìn kìa, lại có sao băng. Anh ngứa đòn hay sao? Được rồi, được rồi. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn lại lần nữa đi. Alo, vẫn còn đang ngủ sao? Sao vậy? Mấy giờ rồi? Em kéo rèm ra nhìn đi. Mặt trời lên cao như vậy rồi mà vẫn còn ngủ, đúng là phung phí đó. Em chuẩn bị xong hết rồi, vậy mau dậy đi. Anh đã kêu Tiểu Lý tới nhà đón em rồi đó. Mau lên nha. Chị Tiểu Khả, sao lại trang trí xe như vậy? Chị cứ lên xe trước đi, chút nữa sẽ biết ngay. Làm gì chị không biết? Chị cứ lên xe đi. Từ từ thôi.
Đưa chị tới đây là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hải Triều đâu? Anh Hải Triều đang ở trong kia đợi chị đó. Chị mau vào đó đi. Công viên Hồ Nam. Cuối tuần không để em ngủ mà còn bắt em tới đây thả diều là sao? Vẫn chưa ăn gì đúng không? Bên kia có sơn quýt, anh tự tay làm đó. Thật sao? Để uống miếng nước đã. Em thả diều bao giờ chưa? Hồi nhỏ em đã từng thả, nhưng nó không bay lên. Đôi lúc anh sẽ tới đây thả diều. Trước đây khi chưa có công ty, anh tới đây thả diều cả buổi chiều. Nhìn diều, ngắm trời, cũng là một thú rất vui. Chơi với một cái dây thì có gì là vui? Em không hiểu phải không? Nhìn con diều này đi, có lúc giống như nhìn thấy chính bản thân mình vậy. Con diều thật ra cũng giống như con người, khao khát tự do, hy vọng bản thân có thể bay thật cao, thật xa. Nhưng mà diều mãi mãi sẽ có một sợi dây không ngừng kéo lấy nó. Có đôi khi thả lỏng một chút, nhắc nhở cho nó, nhắc nhở nó để nó có thể tự động bay cao. Và có đôi khi phải kéo dây thật căng, nói cho nó biết đừng bay xa quá. Nếu như mà không có sợi dây này, con diều vĩnh viễn sẽ không bay lên. Vì vậy nó mong có một ngày có thể giao sợi dây này vào tay một người đáng tin cậy, để nó có thể tự do bay cao. Nó đều biết sợi dây này là phương hướng để nó về nhà. Nếu không có sợi dây thì nó sẽ bị lạc lối. Này Tiểu Khả, thực ra anh biết rằng anh là một người có tâm theo đuổi sự nghiệp. Có đôi khi anh sẽ xem nhẹ cảm nhận của em, khiến cho em không có cảm giác an toàn. Bất luận là như thế nào thì cũng mong em hãy tin anh. Bất luận anh có bay cao tới đâu, sợi dây này mãi mãi nằm trong tay em. Cầm đi, mang con diều này về nhà đi. Anh biết, làm như vậy thì có hơi đường đột, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Tiểu Khả, anh muốn nói với em, bất luận là lúc nào, sợi dây này của anh sẽ luôn nằm trong tay của em. Em có nguyện ý không? Còn thiếu bao nhiêu tiền? Khoảng 30.000 tệ. Đồng nghiệp và giám đốc gom giúp anh 25.000. Họ cũng hết sức rồi. Giám đốc ứng trước cho anh tiền thưởng cuối năm. Nếu như không có thì em đi vay của chị em một chút. Mặc dù bây giờ chị Dượng đang cãi nhau, vậy không được đâu. Giống chỉ chị của em đã chê anh rồi. Điều kiện kinh tế của anh không tốt mà anh còn vay tiền của bà ấy, thì anh đúng là không có cửa cầu hôn em. Còn một người nữa có thể giúp chúng ta. Là ai? Hướng Phi. Vay tiền của anh ta sao? Anh không đồng ý. Vay tiền thì là vay tiền của anh ta thôi, chúng ta sẽ trả mà. Hơn nữa là vì Tiểu Lộc, anh đừng có hẹp hòi như vậy chứ. Anh chắc chắn sẽ hẹp hòi với anh ta. Anh có thiếu tiền đi nữa thì anh cũng sẽ không vay anh ta một đồng đâu. Sao anh lại ngang ngược như vậy chứ? Em chỉ nói là vay tiền thôi mà. Hơn nữa người ta có cho vay hay không còn chưa biết. Anh nói cho em nghe, anh không cho phép em vay tiền anh ta. Không phải đâu, nhưng nếu như em có cách thì chắc chắn em không nghĩ tới chuyện vay tiền của anh ta. Lưu Húc Cang, Lưu Húc Cang. Cho mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh Triều, sao rồi? Tắt máy rồi. Em thấy vụ này không ổn đâu. Anh đã không liên lạc được 4-5 ngày rồi. Có lẽ là cơm tiền gặp khó khăn. Cho anh ta chút thời gian đi. Còn đợi nữa sao?
Nghe trả nợ vẫn chưa đến, cậu gấp gáp cái gì? Chuyện này anh không thể giúp đỡ bừa bãi được đâu. Lẽ như tới lúc đó không trả được tiền thì chủ nợ sẽ tìm chúng ta. Lẽ nào tôi lại không biết sao? Tôi và Triệu Minh Vũ đã là bạn bè nhiều năm như vậy, tôi phải làm sao đây? Không tin tưởng anh ta sao? Em cảm thấy anh vẫn nên dành thời gian tìm anh ta đi. Lẽ như có chuyện gì thì rắc rối to đó. Được rồi, tôi biết rồi. Được, vậy em ra ngoài trước nha. Anh là người của công ty này sao? Anh muốn làm gì? Tôi tới tìm Triệu Minh Vũ. Giám đốc Triệu không biết đã đi đâu rồi, đã biến mất mấy ngày nay rồi đó. Vậy công ty của anh bây giờ đang làm cái gì vậy? Thì giải tán đó. Anh không thấy không còn ai nữa hay sao? Giải tán? Ý của anh là sao? Không giải tán không được. Sếp tổng ôm tiền chạy mất rồi, những người ở lại giải tán hết với nhau. Rất nhiều người lương còn chưa có. Chúng tôi phải chuyển ít đồ bù vào tổn thất của mình thôi. Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy? Đang bận tìm người lấp hố đây. Vẫn là chuyện tiền nông sao? Tôi nhìn công ty của cậu từng bước phát triển. Một con thuyền tràn trề sức sống mang đầy ước mơ, vừa mới ra khơi thôi. Vốn chỉ trước mắt là một vùng biển rộng lớn, sao cậu bây giờ lại rơi vào lốc xoáy rồi? Là cho quá nhẹ dạ cả tin người khác thôi. Chuyện này đúng là phải trách tôi. Có điều cũng phải, nếu là tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng là cái số. Có điều tôi khuyên cậu đừng đặt trong lòng. Tôi không tin vào số mệnh, chỉ tin vào chính mình. Tôi cảm thấy lần này tôi có thể chống đỡ được. Chống đỡ sao? Cậu định chống đỡ làm sao đây? Định ôm hết đống nợ đó hay sao? Đó là dự định xấu nhất. Vậy dự định tốt nhất là gì? Tìm một nhà đầu tư có mắt nhìn rót vốn vào cho tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn. Vậy tìm thấy chưa? Tài sản của ngành quảng cáo chúng ta đều là ảo, đều phải dựa vào thương hiệu. Hiện tại thương hiệu công ty của cậu không đủ lớn, hơn nữa còn gánh một khoản nợ lớn như vậy. Điều này khiến cho người ta nhìn vào cũng thấy không có lợi rồi. Bây giờ tôi đều là muốn tìm người quen và hy vọng họ có thể nể tình nghĩa của tôi. Đừng có chỉ chăm chăm vào lợi ích là được. Cậu nói thử coi, trong cái giới này lăn lộn lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn giống như là một đứa trẻ mang đầy ảo tưởng như vậy hả? Những thương nhân ngoài kia là ai? Họ ranh ma hơn chúng ta nhiều đó. Đều là những kẻ thêm dầu vào lửa, làm ngư ông đắc lợi thôi. Với tình huống bây giờ của cậu, còn lâu mới đầu tư cho cậu đó. Bây giờ cậu cho dù có bán công ty thì số tiền mà những kẻ đó cho cậu cũng chưa chắc có thể lấp đầy cái hố của cậu đâu. Cho nên tôi khuyên cậu đừng có lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ tôi không còn đường nào hết. Có chứ, là cái gì? Tuyên bố phá sản. Chuyện này chắc chắn là không được. Bởi vì tôi phải có trách nhiệm với nhân viên và công ty của mình. Cậu đúng là cứng đầu cứng cổ. Cái tính này của cậu làm tôi lo lắng chết đi được. Không sao, đầu của tôi cứng lắm, cứ đâm bừa có khi còn tìm được con đường mới. Tôi nói cậu nghe, tôi xin phép nghe điện thoại. Alo, alo, anh đang ở đâu vậy? Chuyện này anh phải hỏi em mới đúng. Em đang ở đâu? Em về nước. Tới đây nói chuyện đi, gặp ở chỗ cũ. Được rồi, vậy một chút nữa anh sẽ gọi điện cho em nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Được rồi, khi nãy chúng ta đã nói tới đâu? Phải rồi, đầu của tôi cứng. Hải Triều. Thật ngại quá, tôi trễ nữa rồi, không sao đâu. Đây, uống rượu vang đỏ hôm nay em gọi xem. Được.
Anh làm cái gì vậy? Uống rượu vang mà cứ như uống bia đó. Anh xin lỗi, dạo gần đây anh uống rượu như vậy đó. Có phải anh có chuyện gì không? Anh thì có chuyện gì được chứ? Anh đâu phải người mê rượu đâu. Chỉ cần anh vừa uống rượu là chắc chắn có chuyện rồi. Không có gì thiệt mà. Nói chuyện của em đi. Cuộc sống của em ở Mỹ sao rồi? Thì cũng vậy thôi. Làm xong thì nghỉ ngơi xong lại làm việc tiếp. Em đó, tuổi không còn nhỏ nữa đâu. Anh cảm thấy em vẫn nên đưa chuyện kết hôn vào lịch trình hàng ngày của em đi. Đừng có suốt ngày làm việc rồi nghỉ ngơi rồi làm việc. Anh tưởng em không muốn hay sao? Em muốn tìm một người phù hợp mà phải làm sao đây? Em đừng để mắt nhìn lên trời là được rồi. Quan sát cẩn thận những người bên cạnh em. Những người đàn ông ưu tú ở Mỹ nhiều như vậy, em không tìm được hay sao? Vậy đúng là vấn đề nằm ở chỗ em. Trong lòng em mãi không từ bỏ được một người.